1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 người đang vây một bà. Một bà bán thịt gà. Trời ơi. Vậy là một mình chị này làm không kịp rồi. Có mì cuối. Làm vậy chắc không kịp lấy tiền đâu ha chị ha. Chắc không lấy tiền được á. Cắt xong mà đưa khách mang đi luôn, làm người khác tiếp. Không có thời gian thối tiền luôn rồi. Cho hết luôn rồi đó. Em bu vô bu đông quá trời. Đông quá luôn rồi. Nó để cho đấy mà, nó để cho dùng cái trước á. Nhà cô biết làm thịt gà nướng kiểu này không con? Hả? Nhà cô làm được kiểu này không? Cảm ơn nhá, cái này nhường người ta trước chị. Dạ dạ. Này làm có thời, có bí quyết đồ ha cô ha? Đúng rồi, không rồi đâu có ấy được đâu. Làm ăn có thời. Bao nhiêu người bán chơi không lại chứ chị này luôn hả cô? Chỗ này mấy người bán rồi đó. Cái chỗ này nè. Chỗ này mấy người bán mà thất bại hả? Thất bại, chuyện đúng thế đó. Từ kia cô không chọn chỗ gần nhà mình mà. Dạ. Rồi thời tới rồi nha chị, cản không nổi đâu, chị tới luôn đi. Tới vậy. Mai mướn em vô làm. Phụ. Mướn em vô làm em có làm hay không á?